Phần Hạnh Phúc xin kính chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại cùng với kênh. Trong chương trình chia sẻ ngày hôm nay về thông điệp của các thiên thần, xin chia sẻ đến quý vị và các bạn thông điệp của con số 1444. Thì khi mà các bạn nhìn thấy con số này thì nó sẽ có những cái ý nghĩa và những cái thông điệp muốn gửi đến bạn. Và thật ra thì con số này sẽ cho bạn biết rằng bạn nhận được sự hỗ trợ từ các thiên thần của mình trong mọi việc bạn làm. Và bạn phải biết rằng các thiên thần hộ mệnh là người bạn thật sự của bạn, và bạn sẽ nhờ họ giúp đỡ bất cứ khi nào bạn cần thấy sự giúp đỡ của họ. Và khi mà con số 1444 này xuất hiện thì các thiên thần luôn nhắc đến các bạn là hãy suy nghĩ tích cực. Và khi mà các bạn suy nghĩ tích cực thì các bạn sẽ tạo được tương lai tốt đẹp cho bạn. Đó là điều mà các thiên thần muốn nói với bạn qua cái con số 1444. Và con số này cũng muốn nói với các bạn rằng bạn đang có rất là nhiều cơ hội tốt đang chờ đợi bạn. Vì hãy sử dụng chúng một cách đúng đắn. Và các thiên thần của bạn sẽ đưa ra cho bạn những lựa chọn đúng đắn với những quyết định đúng đắn. Và nó sẽ rất là tốt cho tương lai của bạn. Và con số này muốn nhắc nhở đến các bạn rằng hãy sử dụng được các kỹ năng và tài năng của bạn. Nó sẽ cung cấp cho các bạn động lực và lòng dũng cảm để chúng ta sử dụng tất cả những cái tiềm năng có của bạn và để đạt được mục tiêu. Và cái con số 1444 này nó cũng liên quan đến những cái sự thay đổi đang mong đợi của bạn trong tương lai. Và các thiên thần muốn nói với các bạn rằng hãy nỗ lực hơn nữa trong những cái sự tích cực và không được bỏ cuộc. Bạn phải luôn kiên trì với mục đích của bạn và làm việc chăm chỉ nếu các bạn muốn đạt được mục tiêu của mình. Và tất nhiên các thiên thần sẽ cho các bạn động lực để chúng ta đi tiếp. Và nếu như các bạn đang yêu hoặc là các bạn đang có gia đình thì các bạn sẽ tự hỏi rằng con số này thì nó sẽ mang thông điệp gì đến tình yêu. Và điều đầu tiên khi mà các bạn nhìn thấy con số 1444 muốn nói với các bạn rằng khi bạn đang yêu ai đó thì đó chính là tình yêu quan trọng nhất của cuộc đời. Nếu không có tình yêu, bạn sẽ cảm thấy trống rỗng và bạn sẽ đánh mất đi ý thức về cuộc sống của mình. Vì vậy, bạn nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho những người thân yêu của mình. Thiên thần số 1444 đang nhắc nhở bạn rằng hãy dành thời gian cho gia đình và cho bạn bè của bạn. Tất nhiên, bạn phải nên dành thời gian với những khoảnh khắc lãng mạn với người bạn đời đầy cảm xúc của mình hoặc là với người mình đang yêu. Và khi mà chúng ta nói đến con số 1444 là con số thiên thần và nó sẽ mang cái thông điệp rằng là bạn là một người rất là tình cảm và rất là chân thành. Và bạn sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu. Và bạn sẽ là một người rất là quyến rũ và hấp dẫn người khác phái. Và bạn luôn tươi cười và làm cho mọi người yêu thích bạn trong công ty. Và bạn nhớ rằng là khi con số 1444 bước vào cuộc đời của bạn, điều đó có nghĩa rằng bạn sẽ sớm tìm thấy tình yêu của đời mình và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nếu như lúc đó bạn chưa kết hôn. Hoặc là nếu bạn đã có người yêu rồi thì đây chính là người mà sẽ mang đến cuộc hôn nhân hạnh phúc cho cuộc đời của bạn. Nhưng nếu bạn đã kết hôn thì bạn cũng sẽ rất hạnh phúc với người bạn đời của mình vì bạn đã lựa chọn đúng. Các thiên thần đang nói với bạn rằng đối tác của bạn xứng đáng với tất cả tình yêu mà bạn dành cho anh ấy. Và như bạn có thể thấy, thiên thần 1444 là biểu tượng của những điều tốt đẹp trong tình yêu và nó chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc và sự hài lòng trong đời sống tình cảm của bạn. Và thật là thú vị về con số 1444 này phải không các bạn? Có thể rằng là đôi lúc nào đó mà các bạn nhìn thấy con số 1444 này, nó sẽ mang lại cho các bạn cái sự thực tế và một cái nền tảng chắc chắn. Và các bạn thấy là con số này kết hợp giữa con số 1 liên quan đến cái người sáng tạo và hoạt động, còn trực giác cảm hứng. Còn con số 4 thì nó liên quan đến trách nhiệm, năng suất và sự khởi đầu mới, ổn định và trung thực, trí tuệ, kiên trì, kiên định. Đó. Cho nên là khi mà các bạn thấy là con số 1444 này thì nó sẽ cho chúng ta cái nguồn năng lượng sức mạnh bên trong rất là tuyệt vời. Vì vậy mà các bạn hãy dùng cái trực giác của mình
và dùng cái sự tích cực của mình suy nghĩ những điều tích cực để thành công hiệu quả những điều mà các bạn muốn. Và các bạn hãy đón nhận một cách cởi mở cái thông điệp này, lắng nghe cái bên trong của bạn để làm theo hướng dẫn. Và khi mà bạn cảm thấy căng thẳng mà lo lắng, mệt mỏi thì các bạn nhớ rằng là đây chỉ là những cái điều thoáng qua. Các bạn đừng tập trung vào nó, hãy suy nghĩ tích cực và hình dung những điều các bạn muốn. Và hãy suy nghĩ và thực hiện duy nhất những điều mình muốn để chúng ta đưa được những cái mong muốn của mình sẽ trở thành sự thật. Và hãy lắng nghe sự trực giác bên trong của các bạn. Và hãy tin tưởng rằng các thiên thần sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ cho các bạn về những cái điều mà mình muốn. Và con số thiên thần 1444 sẽ mang lại những cái thông điệp rất là tuyệt vời cho các bạn, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe cái thông điệp của thiên thần này. Chúc các bạn luôn mạnh mẽ, kiên trì, yêu thương và đạt được những điều mình mong muốn. Xin chào và hẹn gặp lại.